Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt câu hỏi là ai là người giàu nhất Việt Nam, nhiều người sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cha đẻ của tập đoàn Vingroup. Thế nhưng câu hỏi này nếu đặt ra vào ngày hôm nay sẽ có một câu trả lời khác, bởi hôm nay đã có người Việt soán ngôi giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng. Người tiếm ngôi giàu nhất Việt Nam suốt nhiều năm qua của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 11, cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros thuộc FLC tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tục lên mức 108.700 đồng mỗi cổ phiếu. Và trong phiên hôm nay thì chỉ riêng cổ phiếu này đã mang lại cho ông Trịnh Văn Quyết hơn 1.984 tỷ đồng. Ngoài ra, FLC cũng mang lại cho ông chủ này thêm 28 tỷ đồng và nhờ đó tổng tài sản của ông Quyết đã tăng lên mức 31.121 tỷ đồng, cao hơn mức 30.664 tỷ đồng là tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, vị trí số 1 của ông Trịnh Văn Quyết chỉ duy trì được trong vài phút, sau đó thì ngôi vị này lại tiếp tục quay trở về với chủ nhân Phạm Nhật Vượng khi cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup bất ngờ tăng mạnh trong phiên buổi chiều. Hẳn là quý vị đang rất tò mò về ông tỷ phú trẻ tuổi này đúng không ạ? Xin được giới thiệu thêm là ông Trịnh Văn Quyết thì sinh năm 1975 trong một gia đình công chức nghèo ở xã Vĩnh Thịnh của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông xuất thân là một luật sư và bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của vị tỷ phú mới nổi này là vào năm 2008 khi mà công ty đầu tư Trường Phú Fortune của ông được thành lập với số vốn chỉ có 18 tỷ đồng và sau đó thì 2 năm sau thì được chuyển đổi thành công ty cổ phần FLC và ông Trịnh Văn Quyết là một trong 3 cổ đông sáng lập ra FLC. Vâng, và dấu ấn trong quá trình phát triển của FLC cũng như là ông Trịnh Văn Quyết chính là hoàn thiện công trình FLC The Landmark Tower vào năm 2012 trên một khu đất rộng 4.500 m² nằm ở đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Dự án này mang lại cho FLC 575 tỷ đồng vào năm 2012. Vâng, và được biết là trong giai đoạn mà thị trường bất động sản của cả nước khó khăn vào những năm 2011-2013 thì riêng FLC của ông Quyết lại rất thành công. Rồi thành công, nối tiếp thành công và dự án, nối tiếp dự án. Bây giờ thì có thể thấy là FLC xuất hiện ở khắp nơi trên cả nước. Và chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay thì theo tính toán, tài sản của ông Quyết đã tăng hơn 26.000 tỷ đồng. Và phần lớn thì đến từ cổ phiếu ROS của công ty xây dựng Faros mà ông Quyết đang nắm giữ.